Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2021. Em chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống với tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay thì cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng ngày hôm nay. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay là một chậu lá kẻ phát tài các bác nhé. Chậu này 4 mầm gốc. Đây, lá đang phát rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Đây. Mầm nào cũng thế. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 10 triệu đồng. Lá phát tải rất là đẹp này. Đấy các bác nhìn này. Ui, bao phê bao đẹp luôn. Đấy. Mua về để cho nó phát. Đơn hàng số 1, sau đây thì em sẽ chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một ki hồng nguyên thủy. Cái ki này em bán với giá là 35 triệu, đã âm trọng. Em xuống cây đây khoảng 2 tháng rồi. Và đây là giò mẹ của nó các bác nhá, đang nụ. Đây, đây là giò mẹ nhá, giò mẹ em tách những cái ki xuống. Đây, đang nụ rồi. Đấy, các bác mua thì các bác yên tâm. Đây là đơn hàng số 2 các bác nhá. Những cái kỳ này là ấm chậu hết rồi. Đơn hàng số 2 hồng nguyên thủy em bán với giá là 35 triệu. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này cũng là một kỳ hồng nguyên thủy. Kỳ này cũng ấm chậu rồi. Đấy, giò mẹ thì em vừa quay cho các bác đấy. Giò mẹ đang nụ các bác nhé. Hồng nguyên thủy. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 30 triệu đồng. Hồng nguyên thủy các bác nhá. Kỳ ấm chậu khỏe. Rất là đẹp. Các bác ở miền Nam ấy, nếu mà mua thì hiện tại bây giờ là sẽ không gửi được mà sẽ để lại vườn em chăm giúp. Nào mà các bác hết dịch, các bác lấy thì em sẽ gửi. Còn các bác ở ngoài miền Bắc này thì gửi thoải mái nhé. Đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một ki hồng nguyên thủy. Ki này thì cũng ấm trọng rồi. Cái ki này em chia sẻ cho các bác với giá là 35 triệu đồng. Hồng nguyên thủy đơn số 4. 35 triệu các bác nhá. Ấm chậu, bao chuẩn cho các bác luôn. Đấy, giò mẹ thì đang nụ. Đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay thì em bán lúa già trên cái giò mẹ này luôn. Đấy, cái giò này thì em tách được 10 ki thì em đã chia sẻ 2 ki rồi. Còn 8 ki. Bây giờ ra được 2 ki trên thân nữa. Em chia sẻ cho các bác. Đây cái ki này, như cái ki này thì nó được 8-9 cm rồi. Chưa ra rễ. Nếu mà ra rễ tách xuống thì nó phải mười mấy sen. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 30 triệu đồng. Hồng nguyên thủy. Đây, cái ki này các bác nhá. Ki này. Đấy, đây, ki này rất khỏe. Chưa ra rễ. Ra rễ nó phải mười mấy sen cơ. Đấy, mẹ đây, mẹ thì đang nụ đấy các bác nhá. Đấy, chậu mẹ đang nụ. Đấy, hai mầm gốc này phải được tầm khoảng gần 1 mét rồi. 40-45 sen một mầm rồi. Đơn số 5. Em chuyển qua đơn số 6. Đơn số 6 là cái ki này các bác nhá. Cái ki này em bán lúa xà. Cái ki này, cái đơn số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 25 triệu đồng. 25 triệu đồng các bác nhá. Cái ki này khi nào ra rễ khỏe thì các bác cắt. Trên này bây giờ còn 2 ki. Một ki 25 triệu và một ki 30 triệu. Còn cái ki này, cái ki dưới thân già này thì em bán rồi. Mầm gốc đây. Giò mẹ đang nụ. Yên thủy nhà em rất là nhiều giò lá ấy. Đây cũng là một giò yên thủy. Đấy. Đây là số 6 các bác nhé. Là các bác mà có nhu cầu mua á hậu ấy. Đây, ki trên thân luôn nhá. Ki trên thân này. Đây, ki ươm cắt khúc. Á hậu này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn số 7. Đơn số 7 ngày hôm nay là giò ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Phú Thọ. Đây, hôm nay nó lại nở một đợt hoa mới các bác nhá. Mới hé, ngày mưa. Đấy, đây các bác bông này. Quá đẹp luôn. Cánh trắng muốt nhá. Trắng muốt luôn đấy. Như là 5 cánh trắng luôn. Vẫn còn nụ này. Đấy, vẫn còn nụ rồi. Đây này, chuẩn bị bung. Đấy, ngày hôm nay là mới hé thôi. Thì đúng ngày mưa, ở đây đang mưa lộp bộp đấy các bác. Cái đơn số 7 này, em bán cả chậu này các bác nhá. Chậu này 3 mầm gốc, khoảng 20 ki trên thân. Đấy, 3 mầm gốc, 20 ki trên thân. Chậu này to đẹp. Cái đơn số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 6 triệu đồng. Cái chậu này thì nó rất là nặng nên là cái chậu này em chỉ bán là bác làm đến nhà lấy thôi nhá. Hoặc là gửi xe khách thôi. Còn gửi bưu điện dạo này thì bọn em không đóng được, bởi vì nó là rất là nặng, cước phí rất là cao. Đây ạ. Đấy. Đấy, hoa đây. Cái này thì không phải bảo hành nữa các bác nhé, không bảo hành nữa, xóa bảo hành luôn. Đấy, ám lá nhện thì quả. Hoặc là bác nào mà bây giờ mới làm vườn ạ, có thể mua cái chậu này về nhân giống chia sẻ cho anh em, chuẩn giống, chuẩn mật hoa, không phải lo bảo hành nữa. Bác nhìn cái băng kia này, bây giờ kia của nó đang cũng dễ rồi. Hoặc là bác nào nếu không mua cả chậu mua kia thì em cũng bán kia nhá. Phải một băng kia của nó này. Đây là dòng lá mít, đây các bác nhìn này. Đấy, lá mít xếp rất là đẹp luôn. Đấy, trên đầu bây giờ vẫn có hoa, các bác ngắm mấy đợt hoa luôn. Đấy, chậu này em bán giá là 6 triệu đồng nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là một cây phát tài. Hôm qua thì em có lên 7 cây đấy, thì các bác siêu tầm 5 cây rồi, còn 2 cây. Và những cái cây này là em đều cắt ươm từ cái giò mẹ to ra, nên là các bác yên tâm. Đây, những cái chậu này thì những cái lá này là đang phát rồi. Đấy, cái lá này đang kẻ rồi. Cái đơn số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Dễ đây, các bác nhìn dễ của nó nha, dễ của nó đây. Đấy, rất là khỏe. Đơn số 8, 400.000. Em chuyển qua đơn số 9. Đơn số 9 cũng là một cây lá kẻ phát tài. Em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Đây, nó bắt đầu phát từ cái lá này các bác nhá. Bắt đầu phát từ cái lá này rồi. Đấy, đơn số 9. Hôm qua thì em có lên một lô đấy, cái chậu to có bác mua rồi, cái chậu 4 triệu có bác mua rồi, chỉ còn có một cái chậu thôi. Bác nào mà sưu tầm thì sưu tầm nhé. Em chuyển qua đơn số 10. Đơn số 10 ngày hôm nay là một cây tố đan. Đây là mặt bông của tố đan các bác nhé, là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 đấy ạ. Siêu cánh bầu luôn, siêu đẹp nha các bác nhé. Bác nào chưa có thì sưu tầm. Những cái dòng mặt hoa này năm nay là giá hạ nhiệt này. Các bác chơi thì mình chơi sưu tầm mỗi loại giống có một vài chậu, chơi cho nó đẹp. Cái đơn số 10 này, cái cây tố đan này là cây này lách mầm gốc các bác nhé. Đấy, các bác nhìn bộ rễ của nó này. Bộ rễ thì không có gì để nói, siêu khủng luôn. Đấy. Cái đơn số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng. Đấy, các bác nhìn này, cái chậu tố đan to như thế này, 700.000. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 này cũng là một cây tố đan. Cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Đơn số 11. Đấy, kỳ rất là đẹp này. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì một mầm gốc, 4 cây trên thân, và đang có cái nụ hoa này các bác nhé. Đấy, đang có cái nụ hoa này rồi. Đấy, các bác nhìn rõ. Đấy, nó có cái nụ đây rồi, đang ra hai cái nụ hoa này rồi. Một mầm gốc. Về sắp tới là nở hoa tại nhà, không phải lo bảo hành các bác nhé. Đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 8 triệu đồng cho đơn số 12, 5 cánh trắng Phú Thọ. Đang hoa, đang nụ rồi. Mầm gốc này, mầm gốc cực kỳ khỏe. Bản lá mít luôn đây, các bác nhìn này. Đấy, lá dày tròn xe. Đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay là một cây 5 cánh trắng Phú Thọ, cắt khúc ươm kỳ, ấm chậu rồi các bác nhé. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng. 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 này cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Ở chỗ em thì nó hơi mưa thì có thể nó sẽ hơi khó nghe các bác nhé. 5 cánh trắng Phú Thọ thì cái chậu này thì là đây ạ, mẹ của nó đây, nó đẻ được con này. Con này là thất ngọn, nó lại đẻ tiếp con này các bác nhé. Nó 3 đời rồi. Ấm chậu rồi. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng. Vậy các bác vẫn làm kỳ trên thân được nhá. Đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 này là một cây 5 cánh trắng HO Hiền Oanh các bác nhé. Em chia sẻ cho các bác với giá là 7 triệu đồng. Cây này thì ấm chậu rồi. Đấy, dễ này, cái cây này em xuống được gần 1 tháng rồi các bác nhé. Cây này xuống được gần 1 tháng rồi. Cây này là nó phải trên 8 cm rồi. Đấy. Đơn số 15 em chia sẻ cho các bác với giá là 7 triệu đồng nhé. 5 cánh trắng HO. Giá hạ rất là nhiều, cây rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn cây này. Bao đẹp, bao phê, xuống gần 1 tháng rồi, ấm chậu rồi. Bác nào mà chưa về vẫn lo thì các bác có thể chuyển khoản, em chăm sóc giúp thêm 1 tuần hoặc nửa tháng nữa thì các bác lấy. Bảo hành tuyệt đối luôn các bác nhé. Bảo hành về con giống là bảo hành sống này, bảo hành chuẩn mật hoa. Chứ bên nhà em không bán hàng là bán cho các bác xong là xong đâu nha các bác nhé. bán là phải bán uy tín, bán lương tâm con người. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 là đây là một chậu 5 cánh trắng quay thú các bác nhá. 5 cánh trắng quay thú. Đấy, cái tên này nó hơi lạ lạ đây các bác. 5 cánh trắng thú lá này. Lá nó vắt ngược vắt xuôi luôn, nó sẽ đơn sẽ ghép như kiểu là Phú Thọ ấy. Đấy, nó có một băng kỳ đây. Kỳ rất là khỏe nhá, kỳ đang nhú rễ rồi. Có một cái này này. Da rễ rất là dài rồi, tách rồi. Em bán với giá là 300.000 đồng trên 1 kỳ. 5 cánh trắng quay thú. Đây là mặt bông của 5 cánh trắng quay thú các bác nhá. Mặt bông cũng rất là đẹp. Bác nào chưa có thì sưu tầm. Năm ngoái là em nhớ là mấy triệu một kỳ ấy. Năm nay thì giá nó xuống rồi. 300.000 trên 1 kỳ. Bác nào sưu tầm hoặc là bác nào mà mua cả chậu này nhá, về làm giò nái thì cứ liên hệ cho em. Cả chậu này về các bác làm giò nái nhá, các bác mới làm ấy. Có thể sưu tầm mỗi giống 1-2 chậu nái về chia sẻ cho anh em. Là đơn số 16, em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay là một chậu tím yên tử hàng năm 2 các bác nhé. Đây là mặt bông của tím yên tử nha các bác nhé. Tím yên tử này, tím yên tử nở năm nay luôn. Và em có quay lại cái video hoa đấy, em vẫn hay mở cho các bác đấy ạ. Nở giò mẹ của nó đấy. Đây là em chia sẻ kia cho các bác nhé. Giò mẹ vừa rồi nở đấy. Cái đơn số 17 này, cái chậu tím yên tử này về các bác vẫn làm kia yên thân được. Em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Đơn số 17. Tím yên tử các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 ngày hôm nay là một chậu tím số 8 tinh quang. Chậu này thì rất nhiều ki nhá. Đây các bác, ki ra rễ rồi. Rễ rất khỏe luôn đấy ạ. Đây, các bác nhìn này. Đấy, rễ đây. Rễ siêu khỏe, siêu đẹp luôn đấy ạ. Đây, ki của nó đây. Tổng chắc được tầm 8, 9, 10 kỳ gì đấy các bác nhé. Cái đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Nếu như bác nào mà không lấy cả chậu này mà thì các bác có thể lấy 1 hoặc 2 thân này. Nếu các bác mà lấy theo thân ý, thì cái thân này em sẽ chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em cắt đến đây luôn cho các bác. Về các bác đặt nằm ngang như này vào chậu là ok. Còn cái thân này thì bác nào lấy thì giá sẽ là 400.000 đồng. Thân này nhiều kỳ hơn. Cái này thì các bác không phải lo là chết đâu nhá. Dễ rất là khỏe rồi, đặt xuống là nó bám vào vỏ thông luôn, bám giá thể luôn. Đơn số 18, 600.000 đồng. Đây là mặt bông của tím yên tử các bác nhá. Mặt bông của tím, em xin lỗi, tím số 8 tinh quang. Đây là mặt bông của tím số 8 tinh quang đấy. Đặc sản của tinh quang các bác nhá, bông bay tóc váy luôn. Mặt bông này rất là đẹp. Bác nào mà chưa có thì sưu tầm tím số 8 tinh quang các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay là một cây 5 cánh trắng anh cả. Cái kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Bác nào mà chưa có anh cả thì sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 này cũng là 5 cánh trắng anh cả. Đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng. 5 cánh trắng anh cả các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 21. Số 21 ngày hôm nay em có một kỳ duy nhất các bác nhá, 5 cánh trắng tình anh em. Em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Kỳ rất là đẹp. Đây là mặt bông của 5 cánh trắng tình anh em các bác nhá. Là một dòng mũi trắng rất là đẹp đấy ạ. Bác nào chưa có thì sưu tầm. Cái này thì những cái dòng này và 5 cánh trắng sông Hồng ấy, nó không có nhiều các bác nhá. Số lượng ki nó không có nhiều đâu ạ. Đấy, nên bác nào sưu tầm thì sưu tầm nhá. Đơn số 21, 500.000. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 ngày hôm nay là một ki gái nhảy. Cắt khúc ươm ki. Đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 ngày hôm nay là một kỳ cửu long cao phong. Kỳ này hàng năm 2 nhá. Đây là mầm gốc các bác nhá. Dòng thân thủ mật hoa bay 24 giờ. Bông rất to. Đơn số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng. Cửu long cao phong. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay cũng là một chậu cửu long cao phong hàng năm 2. Đây nó còn đang lên kỳ trên đầu ngọn luôn này. Đấy, các bác nhìn này, những cái chậu 52 đấy. Cái đơn này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay là một chậu ám mắt trâu lưng xanh của Phú Thọ. Đây, các bác nhìn cái kỳ này. Ấm trọng lâu rồi nhá, kỳ rất là đẹp. Cái dòng mắt trâu này thì rất là sai hoa, hoa cực kỳ thơm này. Đấy, trước em có một chậu rất là to đấy. Cái đơn số 25 này em bán với giá là 200.000 đồng. Đơn số 25 cũng là đơn số cuối cùng của cái video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và xin hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.